Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với thông tin kết quả của những trận đấu thi đấu trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng tôi xin cập nhật một thông tin vô cùng nóng đến từ đất nước Nhật Bản. U17 Việt Nam đã thắng câu lạc bộ Nhật Bản với tỷ số 7-0 trong ngày huấn luyện viên Roland đã có được những tính toán vô cùng hợp lý và đội bóng U17 Việt Nam cho thấy rằng khi được sắp xếp ở một vị trí thuận lợi và đầy đủ nhân lực thì huấn luyện viên trưởng sẽ là nơi tạo ra sự khác biệt lớn nhất. Chính huấn luyện viên Christian Roland đã tuyên bố điều này khiến cho người hâm mộ đặc Việt Nam cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi chúng ta phải cần những người sắp xếp tốt và tìm kiếm nhân sự giỏi và đặt họ đúng vào vị trí. Tầm nhìn và cách vận hành của đội bóng thực sự là điều mà huấn luyện viên trưởng ông Christian Roland đã chứng minh để người hâm mộ đặc Việt Nam thấy rằng những đội bóng của bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những con sóng lớn. Vâng. Những chia sẻ của huấn luyện viên Roland liên quan tới việc khen các học trò của mình rằng các cầu thủ có kỹ năng cũng như là tư duy chiến thuật vô cùng tuyệt vời và thế hệ vàng bóng đá Việt Nam tiếp tục sẽ được sản sinh nếu như chúng ta biết đặt họ đúng chỗ. Vâng, đó là những cái chia sẻ và chia sẻ ấy đánh sâu vào tâm lý của người hâm mộ đội Việt Nam tin rằng là bóng đá Việt Nam đào tạo bóng đá trẻ hiện nay đang gặp những vấn đề khác nhau. Những huấn luyện viên Roland thì lúc này khi mà có chiến thắng 7-0 trước câu lạc bộ Nhật Bản Shizuoka thì ông khẳng định rằng các cầu thủ trẻ cần được khích lệ và được đặt đúng chỗ thì họ sẽ là những cầu thủ tuyệt vời và trở thành những viên ngọc sáng từ những viên ngọc thô. Bởi khi mài giũa và tìm đúng thì họ thực sự là những nhân tài của bóng đá Việt Nam. Ngắn gọn như vậy thôi. Và rõ ràng đây là điều mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ. Bởi trước đó thì chúng tôi cũng đã vấp phải rất nhiều những ý kiến phản biện sau khi đưa ra những quan điểm liên quan tới huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cầm quân U20 Việt Nam và cách vận hành đã thực sự khiến cho chúng tôi khá bất ngờ với một huấn luyện viên trưởng. Và chính điều đó chúng tôi cũng đã đưa ra những thông tin phản biện và dĩ nhiên rất nhiều cổ động viên Việt Nam, những người yêu mến bóng đá cũng đã phản biện nói rằng những cầu thủ Việt Nam của chúng ta không có thì lấy đâu ra ngôi sao để thi đấu. Và câu chuyện hiện nay thì chúng ta có thể thấy rằng huấn luyện viên nào đã từng dẫn dắt U17 Việt Nam và sau đó thì U17 Việt Nam của chúng ta đã bị thất bại. Và ngay lập tức sau khi VFF giao quyền cho huấn luyện viên Christian Roland thì các cầu thủ U17 Việt Nam lại thi đấu quá hay. Ở giải đấu ở Trung Quốc vừa qua thì họ đã thắng Uzbekistan, thắng cả đội bóng Nhật Bản. Và sau đó thì đây, câu lạc bộ Nhật Bản, Đại học Shizuoka FC, trước đó U20 Việt Nam thua ngất ngưởng và các cầu thủ U17 Việt Nam của chúng ta thì lại thắng tới 7-0. Câu chuyện ở đây khác biệt là gì? Đó chính là cách sắp xếp và tin tưởng vào những cầu thủ tốt nhất. Và huấn luyện viên Christian Roland đã chia sẻ với giới báo chí truyền thông như một thông điệp cụ thể nhất là chúng ta phải tìm cách đặt họ đúng chỗ, tin tưởng họ đúng mực và quan trọng nhất là khuyến khích để họ trở thành những phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Và điều gì được chứng minh? Vâng, đó chính là kết quả. Đội bóng U17 Việt Nam đã có chiến thắng 7-0 trước đội bóng U17 Đại học Shizuoka thưa quý bạn. Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, cơn mưa kéo dài, nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn nỗ lực để đáp lại một cách cao nhất về yêu cầu của huấn luyện. Quân xanh Đại học Shizuoka FC cũng là đối tượng vừa sức với cầu thủ trẻ trong một trận đấu mang tính chất tập dượt. Đồng thời thì tạo cơ hội cho huấn luyện viên trưởng ông Christian Roland thử nghiệm và đánh giá năng lực và ông đã hoàn thành xuất sắc với kết quả chiến thắng với 7-0. Trong khi đó chúng ta có thể thấy Văn Dương có một cú hat-trick vào phút thứ 5, 20 và 31, 4 bàn thắng còn lại bởi Thiên Phú phút thứ 7, Hoàng Khánh phút 43, Duy Đăng phút 83 và Thái Hiếu ở phút 87. Theo kế hoạch của đội bóng U17 Việt Nam sẽ còn 2 trận đấu nữa. Gặp Đại học Shangja FC vào ngày 6 tháng 10, gặp Đại học Tokoha vào ngày 9 tháng 10. Ngày 10 tháng 10 thì thầy trò huấn luyện viên Roland sẽ trở về nước để hoàn thiện khâu cuối cùng chuẩn bị cho giải đấu U17 châu Á năm 2025. Nhằm tạo thêm những điều kiện thuận lợi cho đội bóng U17 Việt Nam cạnh tranh suất vé tham dự vòng chung kết đấu trường châu lục và được sự tín nhiệm của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức bảng đấu ở tại sân nhà. Và lần này thì sẽ là một huấn luyện viên khác chứ không phải là huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh. Trước đó thì huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh dù được thi đấu sân nhà với việc tính toán và chọn lựa của mình thì ông đã đi vào ngõ cụt khi khiến cho đội bóng U20 Việt Nam không thể tham dự. Sau 20 năm chúng ta đã có lần như vậy thưa quý bạn. Đó là cái thành tích mà phải nói rằng người hâm mộ đội Việt Nam đã khá ngán ngẩm với những gì diễn ra ở trên sân.
Vâng, U17 Việt Nam sẽ đóng vai trò là chủ bảng đấu Y diễn ra trên sân vận động Việt Trì, và dĩ nhiên đối thủ của U17 Việt Nam thì cũng chẳng hề dễ chơi một chút nào. U17 Uzbekistan ngày 23 tháng 10, U17 Myanmar vào ngày 25 tháng 10 và U17 Yemen vào ngày 27 tháng 10 đều là những trận đấu vô cùng kịch tính với những đối thủ vô cùng khó khăn. Và hy vọng rằng quý vị và bạn sẽ ủng hộ và cổ vũ cho U17 Việt Nam và chúng tôi sẽ đưa tin. Và quay trở lại thì ngày hôm nay giải đấu V-League diễn ra 3 trận đấu, trong đó phải nhắc đến những cái chiến thắng đậm của hai câu lạc bộ khá ấn tượng, đó chính là câu lạc bộ Thanh Hóa và câu lạc bộ Bình Dương. Trước tiên chúng ta hãy đến với Thanh Hóa, với việc Tiến Linh đã tỏa sáng giúp cho câu lạc bộ thắng với tỷ số 3-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng khó lường. Vâng, BKMX Bình Dương thi đấu trên sân nhà nhưng nhiều người không tin rằng đội bóng này có thể tạo ra được những cái sự áp đảo trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chơi đầy bản lĩnh trong thời gian gần đây của huấn luyện viên Thanh Phương. Và bản thân tôi cũng không nghĩ rằng là một cái trận đấu dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cả. Nhưng cuối cùng thì câu lạc bộ Bình Dương đã có chiến thắng 3-0, trong đó Tiến Linh là điểm tựa khi mà anh đã có bàn thắng và nhường vị trí đá phạt đền cho một cầu thủ khác. Vâng, thực sự đó là một trong những cái hành động phải nói rằng Tiến Linh đã trưởng thành và anh sẽ biết tỏa sáng và đóng góp ở vị trí nào. Vâng, bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ Bình Dương mở là ở phút thứ 12, tiền vệ Abu Khalilov đã tung cú sút xa giúp cho câu lạc bộ này có được một bàn thắng, khiến cho Patrick Lê Giang đã bó tay và chỉ làm nền cho bàn thắng mà thôi. Bàn thắng này cũng giúp cho trận đấu sôi nổi hơn, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Nhưng tiếc rằng kết quả lại đến từ những cái tình huống sút bóng không sắc một chút nào và khiến cho những tình huống đấy chỉ biến thành cơ hội mà thôi chứ không trở thành bàn thắng. Sang hiệp thi đấu thứ hai, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dồn quân lên tấn công để tìm bàn gỡ. Các học trò của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã thực sự gây ra khá nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Nhưng hàng thủ được chỉ đạo bởi Quý Ngọc Hải đã chơi rất tỉnh táo và vững vàng. Sau một số tình huống phản công nhanh bất thành, Tiến Linh đã có bàn thắng như mong muốn. Từ đường kiến tạo của Việt Cường, đội trưởng câu lạc bộ Bình Dương đã có cú lốp bóng kỹ thuật đánh bại thủ thành Patrick Lê Giang nhân đôi cách biệt với tỷ số 2-0. Đánh dấu bàn thắng thứ 70 trong sự nghiệp khi khoác áo câu lạc bộ đến từ quê hương. Mọi thứ khép lại cho đội bóng đất khách ở phút thứ 78 khi tiền đạo Brazil Wellington Nem vào sân và được Tiến Linh nhường cho quả phạt đền 11m. Sau tình huống Vĩ Hào bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, trên chấm 11m thì Wellington đã thực hiện thành công, có bàn thắng đầu tiên tại giải đấu V-League. Chiến thắng 3-0 giúp cho câu lạc bộ Bình Dương tạm thời vươn lên xếp hạng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong khi đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tụt xuống hạng thứ 10 với 4 điểm. Bàn thắng vào lưới của Thành phố Hồ Chí Minh cũng giúp cho Tiến Linh vươn lên dẫn đầu danh sách vô phá lưới với 4 pha lập công ở giải đấu năm nay. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, chủ nhà Quy Đơn Nhân Bình Định đã có màn khởi động ấn tượng trước câu lạc bộ Thanh Hóa và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 18 khi Đinh Viết Tú ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng khách Đông Á Thanh Hóa. Đến phút thứ 26 của trận đấu thì nỗ lực của hàng công Quy Nhơn Bình Định đã được đền đáp. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa của Thanh Hóa, Leonardo nhanh chóng dứt điểm giúp cho đội bóng gỡ hòa với tỷ số 1-1. Kịch tính trận đấu không dừng ở đó, chỉ 4 phút sau đó thì Thái Sơn tái lập lợi thế dẫn bàn cho Thanh Hóa với cú dứt điểm hiểm hóc ở sát vòng cấm địa. Sang hiệp thi đấu thứ hai thì Đông Á Thanh Hóa tiếp tục chơi hưng phấn với sự hiệu quả trên hàng tấn công. Kết quả là hai bàn thắng của Luis Antonio và Gustavo giúp cho câu lạc bộ Thanh Hóa nhấn chìm câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định tại sân nhà của mình với chiến thắng đậm 4-1. 3 điểm giành được đưa Đông Á Thanh Hóa lên ngôi đầu bảng tạm thời sau khi đứng trên đội bóng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia. Đội bóng này có 8 điểm. Vòng 4 còn 2 trận đấu diễn ra vào ngày mai, chúng ta sẽ chờ đón khi Thép Xanh Nam Định sẽ tiếp câu lạc bộ Sô Lông Nghệ An. Còn trận derby Hà Nội thực sự ấn tượng sẽ là trận đấu tại sân vận động Hàng Đẫy giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội FC. Chúng ta sẽ chờ đợi xem những trận đấu này như thế nào. Chúng tôi sẽ cập nhật và gửi tới quý vị bạn những thông tin và gửi tới quý vị bạn những nhận định của Khoảnh Khắc Bóng Đá. Đừng quên ấn nút chuông bên cạnh và cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ thì chúng tôi xin tạm dừng thông tin tại đây và trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.